Diễm Quỳnh xin được mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, ít ai mà ngờ rằng năm 2021 là một năm không biết bao nhiêu biến động xảy ra với những gia chủ tuổi Dần. Họ có cuộc sống khá vất vả và gian truân. Bước sang năm mới 2022 Nhâm Dần thì ai cũng nói con giáp này phạm thái tuế cho nên vận trình sẽ bị ảnh hưởng, mất tiền mất của, bị tiểu nhân hãm hại. Nhưng giới tiên tri học lại cho biết những gia chủ tuổi Dần trong năm mới 2022 âm lịch ngay từ đầu năm đã có những khởi sắc về sự nghiệp, tài lộc và thành công. Họ là một trong những con giáp dám thách thức số phận để tạo ra những bước ngoặt đột phá mới trong cuộc đời của mình. Thành công này và may mắn của họ trong tháng 1 năm 2022 âm lịch đầu năm đã khiến cho rất nhiều những con giáp khác phải ghen tị đỏ mắt, nhưng cũng không kém phần nể trọng. Và sau đây thì cụ thể như thế nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi về phần tử vi chi tiết về vận mệnh của những gia chủ tuổi Dần trong tháng 1 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Dần trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Xét về đường công danh sự nghiệp của quý gia chủ tuổi Dần trong tháng đầu năm này, do gặp thái tuế chiếu mệnh nên công việc nhìn chung không được thuận lợi suôn sẻ cho lắm. Dưới sự tác động của thái tuế, những người cầm tinh con hổ phải thay đổi liên tục suy nghĩ, ý tưởng trong công việc thì mới mong có sự khởi sắc được đôi chút. Bên cạnh đó, tử vi khuyên rằng năm nay nói chung và tháng 1 âm lịch nói riêng, người tuổi Dần không nên mạo hiểm đầu tư tiền bạc nhiều vì xét thấy có sự bất lợi tranh chấp và kiện tụng. Riêng người kinh doanh buôn bán có thể hợp tác với bạn bè nhưng tránh kết hợp cùng với người thân. Đồng thời cũng cần phải phân tách công việc cũng như lợi ích rõ ràng thì mới tránh được tranh chấp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế chính là hạng ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Luận giải tử vi cho người tuổi Dần năm 2022, tháng này tài lộc kém, công việc không thuận lợi dẫn đến nguồn thu nhập bị hạn chế, tiền bạc làm ra ít nhưng lại phải tiêu tốn nhiều, khó tiết kiệm, chi tiêu nhiều cho cuộc sống và công việc làm ăn. Tuy vậy, điểm sáng là trong khó khăn nhưng bản mệnh vẫn luôn tìm tòi phương hướng phát triển khác nhau nên có nhiều nguồn thu nhập. Tuy chưa có nhiều nhưng cũng là tiền để tốt cho sự phát triển sau này. Lưu ý trong năm có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt là với người thân trong nhà. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Dần trong tháng 1 âm lịch năm 2022, trên phương diện sức khỏe cần phải đặc biệt chú ý đến vấn đề ăn uống và sinh hoạt điều độ bởi hệ tiêu hóa không được tốt. Trong năm, chịu tác động của thái tuế, gia chủ sẽ phải trải qua nhiều vất vả lo toan cho công việc, tiền bạc, vì thế mà sức khỏe giảm sút và dễ ngã bệnh. Dù là nam hay nữ mạng tuổi Dần, cũng không nên chủ quan khinh suất vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Các gia chủ tuổi Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát và đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất. Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Thái tuế chiếu mệnh lại không có đào hoa tinh chiếu nên tháng này tình duyên của người tuổi Dần rất ảm đạm. Với những người đã có gia đình, vợ chồng bất hòa, cãi vã, trong nhà thiếu hòa khí, gia đạo bất ổn, xoay quanh những mối lo cơm áo gạo tiền, ra đường cũng xung đột trong các mối quan hệ xã giao. Với những người độc thân, tình cảm cũng không mấy khởi sắc, dù vẫn có cơ hội hẹn hò tìm hiểu nhưng lại không duy trì được mối quan hệ lâu dài, khó thành đôi. Bản thân trong gia đình cũng thiếu hòa khí, có sự tranh chấp cãi vã với anh em. Tử vi từng tuổi Dần trong tháng 1 âm lịch năm 2022, tuổi Canh Dần sinh năm 1950.
Sức khỏe của gia chủ tuổi Canh Dần trong tháng 1 âm lịch không được đánh giá tốt, suy yếu đi nhiều, cần phải đặc biệt quan tâm đến các bệnh liên quan đến huyết áp. Gia đình cũng sẽ gặp những chuyện buồn đưa tới, vợ chồng con cái không được vui vẻ và dễ xảy ra bất hòa. Vậy nên trong tháng, cần điều chỉnh tâm lý, thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước kia, hòa hợp với gia đình con cái và tận hưởng quãng thời gian về hưu đúng nghĩa. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tuổi Nhâm Dần đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu nên cảm xúc dễ bị xáo trộn, tinh thần bất ổn, rất cần được người phối ngẫu quan tâm, hỏi han. Nhưng nhìn chung tháng này, việc làm ăn khá thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư vẫn tiếp tục sinh lời, giúp cho đương số củng cố tài chính, phần nào yên tâm hơn khi về hưu. Sức khỏe giảm sút đáng kể, khó tránh khỏi những triệu chứng tuổi già như cao huyết áp, bốc hỏa trong người, các bệnh về khí huyết, ngủ kém, không sâu giấc. Ăn uống không thấy ngon miệng. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Người tuổi Giáp Dần sẽ phải trải qua một tháng nhiều vất vả trong công việc làm ăn. Tuy nhiên, đối tượng làm công ăn lương thì ít bị ảnh hưởng bởi làm tư hay làm chủ. Tuy bận rộn, vất vả, nhưng đổi lại phương diện tài chính được củng cố khá vững vàng, tiền bạc chi tiêu khá thoải mái, đủ cho các chi phí sinh hoạt trong gia đình hay công chuyện hùn hạp làm ăn. Về sức khỏe, chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá tải khiến cho chức năng đào thải độc tố trong cơ thể gặp trục trặc là tiền đề gây ra các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Xem tử vi tuổi Bính Dần trong tháng đầu năm Nhâm Dần, hứa hẹn công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ và không ngừng thăng tiến về chức vụ cũng như gia tăng về tiền bạc. Trong tháng, gia chủ có cơ hội đi xa và thậm chí là xuất ngoại, đi tới đâu cũng gặp được người tốt giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn và cả phát triển tình cảm cá nhân. Về sức khỏe, cần phải đề phòng tai nạn xe cộ, các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như đau nửa đầu, thị lực giảm sút và trí nhớ kém. Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Người tuổi Mậu Dần đã bước sang tuổi 24 trong năm 2022. Hầu hết các bạn ở độ tuổi này đều đã bước vào xã hội và bắt đầu lao mình đi kiếm sống và vấp nhiều hơn. Cái tôi của người trẻ rất cao, cách hành xử đôi lúc thiếu sự khiêm tốn, rất dễ vô tình đắc tội tiểu nhân làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, cần đặc biệt lưu ý vấn đề này. Bên cạnh đó, bạn nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm cá nhân, đặc biệt là những đôi trẻ đang yêu. Hãy học cách bao dung và thấu hiểu cho nhau trong cuộc sống hàng ngày, đừng hở chút là cãi nhau, nếu không sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm giữa cả hai. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến ngày 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là kim, bạc kim. Tháng Dần, lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, tuyệt dậu và phá hợi. Đối với người tuổi Dần trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 1 năm 2022, tức ngày 12 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 1 năm 2022, tức ngày 24 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Dần trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2022. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 1 năm 2022, tức ngày 3 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 1 năm 2022, tức ngày 15 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 1 năm 2022, tức ngày 27 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được hỗ trợ tư vấn. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi tuổi Dần trong tháng 1 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Dần, và qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 1 hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn, đúng không ạ? Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho quý vị có một năm thật nhiều may mắn và hạnh phúc thành công quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.